Chào mừng các chị và các bạn đã quay trở lại với bài học tiếp theo trong series chương trình video tìm việc trực tuyến thành công không cho nhà tuyển dụng từ chối. Và trong cái series này thì tôi đã trình bày với các anh chị rất nhiều các vấn đề liên quan đến làm CV, viết CV thế nào cho nó hay, CV thế nào cho sáng tạo, bản cứng, bản mềm, rồi thì chuẩn bị việc phỏng vấn, thi phỏng vấn, thử việc, trang phục khi đi phỏng vấn, đúng không ạ? Và trong cái bài học hôm nay, bài học này thì tôi sẽ giới thiệu cho các anh chị một số những cái website tìm việc trực tuyến uy tín. Thế thì như thế này, trên thị trường hiện nay có rất nhiều các kênh, các website có thể giúp các anh chị tìm việc một cách dễ dàng. Bởi vì tìm việc trực tuyến bây giờ nó là một cái xu hướng và chúng ta rất là dễ dàng tìm thấy, được chưa ạ? Thì thứ nhất là các anh chị có thể sử dụng Google tìm kiếm cái từ khóa là những trang tìm việc làm trực tuyến. Thì ngay sau khi chúng ta tìm trên Google thì chúng ta sẽ thấy có rất nhiều các website, được chưa ạ? Vâng, và tôi sẽ cung cấp cho các bạn danh sách một số các website uy tín để các bạn có thể tham khảo và sau đó các bạn chuẩn bị những bước cho mình. Thứ nhất là website rất là nổi tiếng là vietnamworks.com. Vietnamworks.com hiện nay là một cái website tuyển dụng và tìm việc uy tín hàng đầu Việt Nam, đúng không ạ? Có cái lượt truy cập hàng ngày lên tới hàng triệu lượt truy cập. Vâng, thế thì cái số lượng nhà tìm kiếm cũng như là số lượng nhà tuyển dụng tham gia vào cái web này rất là nhiều. Đặc biệt là họ tuyển dụng những cái vị trí cao cấp, những cái vị trí mà lương có thể lên tới một vài ngàn đô la, đúng không ạ? Và có nhiều các cái nhà tuyển dụng là đến từ các công ty nước ngoài. Thì đây là một cái trang mà rất là tốt, đúng không ạ? Và hiện nay tôi được biết là Vietnamworks cũng ra một chuyên trang tìm việc và dành cho những cái ứng viên phải nhận lương 4.000 đô trở lên. Nó có một cái trang hôm trước tôi đã đăng ký, các bạn có thể tìm những cái trang như vậy. Tức là việc của nó là việc VIP, việc cao cấp thực sự, lương 4.000 đô trở lên thì các bạn mới được làm CV. Website số 2 đấy là vietsinhworks.com. Thì cái trang này là một cái trang mà cho phép người Việt Nam tìm kiếm các công việc làm thêm hoặc là các công việc chính thức tại đất nước Singapore. Đây cũng là một cái trang rất là tốt, các bạn có thể tham khảo, được chưa ạ? Trang tiếp theo đó là trang carerbuilder.vn. Vâng, chữ career tức là sự nghiệp đấy ạ, và builder là xây dựng, đúng không? Thì trang này là trang tuyển dụng và tìm kiếm việc làm rất là nhanh và có mạng lưới các nhà tuyển dụng ở rất nhiều các quốc gia khác nhau, tất nhiên trong đó có cả Việt Nam, đúng không ạ? Vâng, thì trang Career Builder này cũng là một trang rất là tốt, các bạn có thể vào tham khảo. Trang tiếp theo đấy là trang mywork.vn hoặc là mywork.com.vn, đúng không ạ? Đây là cái trang cũng là một cái trang tìm việc làm thêm, tìm việc làm nhanh. Hiện nay thì cũng có khá là nhiều các nhà tuyển dụng và có rất là nhiều job trên cái trang này, thì chúng ta cũng có thể truy cập và chúng ta xem. Hoặc là trang 1001việclam.com, đúng không ạ? Và 1001 là số đấy. Trang này cũng phát triển cũng khá là mới thôi, nhưng mà cũng có nhiều nhà tuyển dụng, đúng không ạ? Một cái trang nữa mà ngày xưa tôi cũng hay sử dụng đấy là trang việclam.24giờ.com.vn. Đây là chuyên trang việc làm của báo điện tử 24 giờ. Các bạn cũng có thể đăng vào đây, đăng những cái CV và đăng những cái tin tuyển dụng để cho người tìm việc rồi tìm người gặp nhau. Cái lượt truy cập ở trên 24 giờ cũng khá là lớn. Vâng, thế thì các bạn có thể vào đấy các bạn xem, được chưa ạ? Vâng, lại là một trang Career nữa, người ta gọi là careerlink.vn. Vâng, không phải là Career Builder đâu mà là careerlink.vn. Đây cũng là một cái chuyên trang để tìm việc làm. Hoặc là trang tìmviệcnhanh.com, tìmviệcnhanh.com. Trên mạng các bạn search vào trang này. Hoặc là trang IT Việc. Vâng, IT Việc tức là trang, đọc vào tiếng Việt là trang ít việc đấy. Vâng, trang ít việc tức là trang này nói vui nè, chuyên tìm việc trong lĩnh vực IT. Thì đây cũng là một trang khá là thú vị. Hoặc là các cái chuyên trang việc làm của các báo điện tử khác như là VN Express hay là Tuổi Trẻ hay Thanh Niên thì đều có một số những cái chuyên trang tìm việc làm và trang liên quan đến gọi là giao vặt, được chưa ạ? Ngoài ra thì trên thị trường hiện nay cũng có rất nhiều các cái trang của nước ngoài cũng như trang của trong nước đấy, thì các bạn có thể xem thêm.
Ví dụ như là tôi có thể giới thiệu cho các bạn một số cái trang như là jobstreet.com, đúng không ạ? Trang việc làm, rồi trang việc làm nhanh, rồi trang tìm việc, trang Asia Job, đúng không ạ? Và đặc biệt là cái trang freelancer.com. Trang freelancer.com là một cái trang mà cho phép các bạn lên trên đó để tìm việc toàn cầu và nhận những cái công việc mang tính chất freelancer để bạn làm việc tại nhà. Freelancer.com là một mô hình tìm việc trực tuyến và cung cấp các việc làm từ xa rất là hay. Tất nhiên là nó sẽ áp dụng ở quy mô toàn cầu và các bạn đòi hỏi các bạn là phải có kỹ năng ngoại ngữ cũng như là các kỹ năng khác rất là nhiều. Ngoài ra thì các bạn có thể sử dụng chính những cái website của các công ty mà các bạn định tìm việc, đúng không ạ? Cách thức của chúng ta là như thế này. Chúng ta sẽ lên những cái trang như là Vietnam Works hay là lên những cái trang việc làm. Chúng ta đọc các tin tuyển dụng, đúng không ạ? Sau đó chúng ta sẽ sàng lọc những cái thông tin về công ty, về website, về số điện thoại, về cách thức, về mô tả công việc, về vị trí tiền lương. Sau đó chúng ta lại dùng chính Google, chúng ta tìm kiếm thông tin về cái công ty đó, website, fanpage. Chúng ta đọc trước, chúng ta nghiên cứu trước xong là chúng ta có phù hợp hay không. Nếu mà chúng ta cảm thấy mà phù hợp thì chúng ta hãy up CV, mà chúng ta không phù hợp thì chúng ta có thể bỏ qua. Bởi vì chương trình của tôi hướng dẫn mọi người là tìm việc thành công, đúng không ạ? Thành công tức là chúng ta phải có cái sự nghiên cứu, chúng ta phải nhận ra rằng là đây là một công ty mà hay là đây là một công việc mà chúng ta mong muốn làm. Được chưa ạ? Ngoài ra thì các bạn có thể sử dụng các Facebook group tìm việc làm. Thì hiện nay các Facebook group tìm việc làm cũng rất là nhiều. Các bạn lên trên mạng, các bạn tìm các group việc làm cho PG, việc làm cho sinh viên, đúng không ạ? Việc làm trong lĩnh vực nhà hàng vân vân, thì các group nó có rất là nhiều. Thì các bạn chỉ cần là join vào các group như vậy để các bạn có những cái nguồn thông tin tuyển dụng đa dạng. Và đồng thời như thế thì các bạn cần phải chuẩn bị các CV. Và kinh nghiệm của tôi cho thấy là các bạn thường xuyên khoảng 3 tháng đến 6 tháng một lần, các bạn lên những cái trang tuyển dụng hoặc các trang việc làm, tóm lại là những cái trang mà nó cho phép mình đăng các cái hồ sơ của mình lên, ví dụ như việc làm Works, Caterpillar hay là Top CV. Mình đăng lên trên đó để làm gì? Để cho nhà tuyển dụng người ta chủ động tìm thấy mình. CV thì làm theo cái hướng như tôi đã hướng dẫn, đúng không ạ? Cung cấp rất chi tiết các thể loại, từ text CV cho đến Excel CV, PowerPoint CV, video CV, web CV, đúng không ạ? Infographic, mình có thể thể hiện hết trong một cái bản Word như vậy và sau đó mình để PDF là cho nhà tuyển dụng click vào các đường link để tải cái nguồn tài nguyên này của mình. Thế khi mình đã có sự chuẩn bị tốt, chuyên nghiệp sáng tạo mình đưa lên đấy, mình chọn các ngành nghề phù hợp, thì các nhà tuyển dụng họ vào đấy họ sẽ sàng lọc các hồ sơ và họ sẽ chủ động liên hệ với mình. Đấy cũng là một cách rất thông minh để các bạn có thể có nhiều sự lựa chọn việc làm. Các bạn có thể làm được như vậy cho nó phù hợp. Trên các cái Facebook group, đúng không ạ? Các bạn có thể vào các bạn đăng tin là người tìm việc, hoặc là đăng các hồ sơ lên đây xem là các bạn có nhu cầu tuyển dụng thì hãy liên hệ với tôi, đúng không ạ? Tức là bản thân chúng ta cũng phải biết quảng cáo, biết marketing bản thân mình. Đấy. Ngoài ra thì ngoài những cái trang trực tuyến thì các bạn cũng có thể tìm mua các tờ báo, báo mua bán, báo việc làm bây giờ cũng có những cái trang tin như vậy. Các website của các công ty họ cũng có những cái hạng mục tuyển dụng, thì các bạn có thể vào đó các bạn xem và luôn luôn có cái sự chủ động cho mình. Một cái lời khuyên cuối cùng trong bài học này, ngoài các website tuyển dụng, ngoài các kênh Facebook, các trang giao vặt ra, thì các bạn cũng có thể cần có cái mạng lưới quen biết các nhà tuyển dụng. Đây cũng là một lời khuyên rất là thú vị đối với các bạn. Tức là ví dụ như tôi chơi với khoảng độ 10 anh chị làm trong lĩnh vực headhunter, đúng không ạ? Anh chị là giám đốc nhân sự của những công ty lớn, rồi thì là giám đốc nhân sự của các cái khối tuyển dụng, hoặc là giám đốc nhân sự của chính các công ty chuyên đi săn đầu người. Thế thì chúng ta có cái mối quan hệ như vậy, chúng ta biết họ, họ biết chúng ta, họ có số điện thoại, có email, thì trong một số trường hợp họ sẽ cần ứng viên. Họ sẽ gọi mình là: Phan Anh ơi, có một cái job như này rất là hay, anh có muốn tham gia không, chị có muốn tham gia hay không, đó, hay em có muốn tham gia hay không. Thì cái đấy là một cái rất là hay để mà chúng ta sẽ luôn có cái sự lựa chọn, chúng ta đừng bao giờ từ chối các cơ hội, được chưa ạ? Vâng, thì thỉnh thoảng tôi vẫn hay nhận được những cái lời mời theo cách như vậy,
Còn tất nhiên bạn có quyết định làm hay không làm là phụ thuộc vào cái điều kiện thực tế của bạn. Đấy là cái cách mà chúng ta có thể luôn luôn chủ động, chiếm thế chủ động và được quyền lựa chọn trong cái quá trình chúng ta tìm việc, nhất là chúng ta có đầy đủ các kỹ năng tốt, được chưa ạ? Phần tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn một số các kỹ năng tư duy tích cực và các kỹ năng mềm để các bạn có sự chuẩn bị cho công việc của mình tốt hơn. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn rất nhiều.